Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Và trước màn hình của cô chú anh chị và ngay vị trí này đó là nhà nghỉ của Bộ Công an 378, lúc trước là nhà của bác sĩ Alexander Yersin vậy. Và đây là những hình ảnh của con đường Trần Phú, con đường đại lộ Duy Tân ngày xưa. Phía trước là ngay ngã ba, ngay chỗ này là ngã ba của đường Sống Cồn và đường Trần Phú này quý vị. Và phía trước đó là cái cầu Trần Phú. Và bên cạnh này đó là một cái công viên mang tên bác học Alexander Yersin quý vị. Thì trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú chị các bạn một số hình ảnh của công viên Alexander Yersin cũng như là khu vực biển nè. Rồi em sẽ đi qua khu vực mộ của bác sĩ Alexander Yersin cho cô chú chị bạn có thể biết cái địa điểm mộ của bác sĩ nha. Dạ, biển sóng cũng khá lớn vì nó đánh sâu vào bên trong. Thì cái đoạn biển này của công viên thì nó có cái bờ chắn sóng vậy. Mấy bên kia là cái sân bóng chuyền bãi biển. Thì bên cạnh sân bóng chuyền đó là nhà nghỉ của Bộ Công an 378 vậy. Lúc trước là nhà của bác sĩ Alexander Yersin. Và hướng này là phía từ xa kia là cái tượng của bác sĩ Alexander Yersin đặt ở công viên gần ngay cầu Trần Phú. Đứng đây có thể thấy được bên kia của cái đảo Hòn Đỏ này quý vị. Đảo Hòn Đỏ, ở trên đó thì có ngôi chùa Từ Tôn, một trong những hòn đảo nằm rất là gần đất liền ở Nha Trang. Bây giờ mời cô chú và các bạn cùng nhau vào khu vực của công viên nha. Công viên của bác sĩ Alexander Yersin này thì cũng nó khá là rộng vậy. Thoáng nữa, nằm ở gần cầu Trần Phú, gần biển nên rất là đẹp và thoáng. Ở đây thì cũng rộng rãi, cũng có cây xanh rồi nhiều. Thì vào buổi chiều thì mọi người hay tới đây để tập thể dục cũng như là ngồi ở công viên không mát, không gió biển. Ở ngoài kia là con đường Trần Phú vậy. Đối diện với công viên này đó là cái tòa nhà này, đó là Mường Thanh Luxury, nằm ngay góc chân cầu Trần Phú luôn. Và nó nằm ngay ngã ba của đường Sống Cồn và đường Trần Phú ngày nay. Giờ này cũng có công nhân, họ cũng đang chăm sóc cây, đang tưới cây ở công viên đó mình. Rất là nhiều cây xanh, công viên rất nhiều cây xanh. Và có ghế đá rồi nữa nè. Dọc ở khu vực vỉa hè đoạn này của đường Trần Phú là có hai bên là những cây hàng cây tra biển và cây nho biển nhiều lắm. Vào mùa mà nho biển nó chín là nhiều người cũng tới đây để mà hái quả về kêu để ngâm rượu đó vị. Cái quả nó ăn cũng ngọt ngọt chát chát cũng ngon lắm. Cây tra biển, cây nho biển là một trong những cây chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết, cho nên thường hay được trồng ở khu vực quen biển, con đường biển. Và phía trước hình quý vị đó là cái tượng của bác sĩ Alexander Yersin. Kính thưa cô chú chị bạn, thì cái công viên này cũng khá là rộng vậy, nhưng mà nó được mang tên của bác sĩ. Thì vào cái dịp mà cái đợt kỷ niệm 146 năm ngày sinh của bác học bác sĩ Alexander Yersin đấy vị. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2009, thì năm 2009 thì công viên của bờ biển ở phía nam cầu Trần Phú, khu vực bên này là gọi là phía nam của cầu Trần Phú, qua bên kia là cũng có một công viên nhưng công viên bờ phía bắc. Thì ở đây nó thuộc phường Xuân Huân của thành phố Nha Trang,
và kỷ niệm nhân cái kỷ niệm 146 năm ngày sinh của ông thì ở đây được gắn cái biển là tên là công viên Yersin và đặt một cái tượng đài. Cái tượng đài nó cũng có chiều cao là bà làm bằng đá granite, cao tầm khoảng 4 mét và làm bằng đá granite. Ở đây là những chiếc xe chở những cái đoàn tour khách du lịch. Và từ khi cầu sân bóng được đập bỏ xây lại thì cái cầu Trần Phú này nó cũng giữ vị trí rất là quan trọng. Xe rồi tất cả đều phải lưu thông qua cái cầu này. Hướng này là đi về trung tâm của thành phố Nha Trang mình. Ngay góc phía trước là ngã ba đường Sông Cầu và con đường Trần Phú. Công viên khá là rộng rãi và thoáng. Như vậy là cái công viên này nó được mang tên là công viên Alexander Yersin là từ năm 2009. Và cái tượng đặt ở bên trong công viên thì nó có chiều cao 4 mét, tầm khoảng 4 mét bằng đá granite đó mình. Đây là những hình ảnh của cây cầu Trần Phú. Cây cầu này có chiều dài 458,27 mét nữa mình. Chiều rộng của nó là 22 mét. Khởi công năm 1999 và hoàn thành là vào năm 2002. Là một số cái thông tin ở đầu phía của cái cầu. Qua bên kia là con đường Phạm Văn Đồng hướng đi qua bên phía bắc của Nha Trang. Ở vị trí này là gọi là cửa lớn này vị, ngay vị trí của cầu sân bóng và cầu Hà Ra, hướng của con sông Cái đổ ra ngay vị trí này, ngay cửa biển. Dọc xung quanh đây thì đều là bờ kè hết, sóng vỗ vô đây rất là mạnh đó vậy. Giờ này mọi người đang tập thể dục nè. Công viên này là đi bộ, tập thể dục đi bộ cũng rất là tốt luôn vậy, thoải mái luôn á, rộng mà, đi vòng tròn rất là rộng rãi. Rồi bây giờ em sẽ mời cô chú các bạn đi xuống khu vực của suối cát để vào tham quan mộ của bác sĩ Alexander Yersin. Chúc hình quý vị, đây là những hình ảnh của con đường quốc lộ. Hướng này của đường quốc lộ là hướng đi vào Nam vậy, đi ngược lại là đi hướng đi ra Bắc. Ở ngay chỗ này là có cái hướng chỉ dẫn đi vào mộ của bác sĩ Alexander Yersin 800 m đây nè. Ngay chỗ này là quý vị rẽ bên tay trái cũng là một cái đi vào hướng cụm công nghiệp Trảng É, hướng đi qua con đường tỉnh lộ 3 vậy, hướng đi qua Phước Đồng á. Và bây giờ mời cô chú chị bạn rẽ vào hướng bên này là đi vào khu vực của mộ bác sĩ Alexander Yersin. Đi vào đây là một con đường đất vậy, hai bên là em thấy là người dân họ trồng chuối, trồng mía rồi. Ở đây người ta trồng chuối nè. Con đường đất nhưng mà cũng khá là dễ đi. Đường này chắc cũng có thể đi ô tô được các vị. Cũng rộng. Từ ngoài quốc lộ đi vào tới đi vào trên con đường này để mà tới mộ của bác sĩ Alexander Yersin thì tầm khoảng 800 m nha các vị. Cũng gần, không có xa lắm. Một con đường đất. Hai bên là một bên là cây cối rừng, một bên là ở đây người ta trồng chuối nè, rồi trồng mía nè. Đó, như vậy là đã tới khu vực của mộ bác sĩ bác học Yersin rồi vậy. Để mấy bên kia là khu vực của cái trại chăn nuôi. Đây là cái cổng khu mộ bác sĩ Alexander Yersin. Ở đây là con đường hồi nãy em đi vào này. Đó. Phía dưới đây là người ta họ trồng mía này vậy. Ở chỗ này có một cái tấm bia này, di tích lịch sử lưu niệm này. Nhà bác học Alexander Yersin.
Bộ Y tế, Viện Pasteur. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị bạn đi lên cái dốc, cái bậc thang này để vào thăm mộ của bác sĩ Alexander Yersin nha quý vị. Con đường đi lên là lát bằng đá này vị, lát bằng đá và đi lên một cái dốc. Hai bên thì có trồng cây cũng như là một số cây rừng. Đó, lên tới mộ rồi vị, cũng gần à, đi bộ lên cũng có một xíu thôi, cũng rất là dễ đi, không có khó khăn cho lắm. Kiểu nó như nó cũng nằm trên một cái đồi, mộ của ông là nó nằm trên một cái đồi nhỏ. Ở đây người ta lát bằng đá hết để mà đi lên cho dễ, là theo bậc cấp. Như vậy là đây là cái nơi mà bác sĩ Alexander Yersin đã nằm nghỉ ngơi vậy. Một ngôi mộ cũng khá là đơn giản vậy. Alexander Yersin 1863-1943. Đây là cái mộ, còn phía trước kia là một cái tấm bia có ghi về thông tin của ông, về tiếng Pháp với cũng như là tiếng Việt. Và xung quanh đây thì có các trồng các cái cây cao su, rồi cây cái cây canh kina vậy, canh kina mà để mà chế bào chế chống thuốc, làm cái thuốc chống sốt rét á, của ông á. Ở đây thì một cái ghế, số ghế đá thì cũng để xung quanh đây, công viên xung quanh của vực của mộ. Đây cũng có một cái ngôi nhà, hình như là ngôi nhà này để ngồi nghỉ ngơi này. Ngay chỗ này thì có một cái am để mà mọi người có thể tới thắp hương vậy. Bên cạnh cây cantina, cây cao su thì cũng có cây phượng nữa này, cây phượng vĩ này, gốc rất là to. Đó, ở đây có ghi hình như đây là tiếng Việt, cây phượng vĩ, gốc rất lớn quý vị. Và những cái ghế đá ở đây thì có ghi là trường đại học Yersin Đà Lạt. Đây cây cao su nữa vậy, cây này cũng lớn, gốc rất to này. Cây cao su là một trong những cây mà bác học Alexander Yersin là người đầu tiên mang đến cho Việt Nam quý vị. Ngày nay ở Việt Nam là trồng rất là nhiều cây cao su. À, đây là một cái am thờ, rồi để em xin phép em thắp cho ông nén hương quý vị.
Dạ, như vậy là em đã thắp cho ông nén hương rồi. Vào đây khá là yên tĩnh luôn vậy. Cái mộ của bác sĩ Alexander Yersin thì nằm trên một ngọn đồi nhỏ vậy. Ở đây thì nó cũng gần cái trại chăn nuôi Suối Dầu, nó thuộc xã Suối Cát của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa ngày nay. Thì ở đây nó cách thành phố Nha Trang thì tầm khoảng 20 cây số vậy. Thì mọi người cũng như là đây cũng là một cái địa điểm điểm đến dành cho khách du lịch để tới thăm mộ của ông, một nhà nhân văn lớn của loài người. Ngôi mộ cũng khá là đơn giản thôi, bình dị. Thì khu mộ của bác sĩ nằm trên ngọn đồi nhỏ, lối lên là những cái bậc thang đá. Lúc nãy em đi lên quý vị cũng có thể thấy được thực tế. Dạ, mộ cũng khá là đơn sơ và nằm tĩnh lặng dưới những cái bồn cây ở đây rất là xanh mát, bên cạnh những cây cao su, cây cankina, rồi cây phượng, và xung quanh rất là mát mẻ luôn vậy. Lên đây một cái không khí rất yên tĩnh. Và đây là cái tấm bia ghi lại cái thông tin tháng năm sinh của ông bằng tiếng Việt cũng như là bằng tiếng Pháp. Thì khi mà du khách tới đây thì muốn tìm hiểu thông tin về cuộc đời sự nghiệp của ông thì cũng có thể tham khảo trên cái bản tiểu sử này, khắc trên cái bia đá với hai chữ tiếng này, cạnh bên cái mộ, và bên cạnh là cái am thờ cũng dùng để mà cho du khách có thể thắp nhang. Thì khu mộ này cũng được xây dựng từ ngày 3 tháng 3 năm 1943 vậy. Và qua thời gian thì nó cũng bị xuống cấp, đến sau năm 1975 thì cũng được tôn tạo lại như hiện nay nè. Thì theo lịch sử cũng như là tài liệu viết về bác sĩ Alexander Sen, đến ngày 1 tháng 1 à, ngày đến 1 giờ vào ngày 1 tháng 3 năm 1943, thì những giây phút cuối đời, bác sĩ âu yếm nhìn những người đứng xung quanh bên giường bệnh và nói một tiếng vĩnh biệt rồi nhắm mắt. Khi hay tin ông trút hơi thở cuối cùng thì cũng đông đảo người dân ở Nha Trang đem khăn tang đến viếng ông với cái lòng thương tiếc vô hạn. Nhiều người xóm, người dân ở xóm Cồn cũng đang đi biển là liền kéo nhau trở về. Ngày 3 tháng 3 năm 1943 thì lễ tang của Yersin được cử hành. Thì đông đảo người dân từ ông già, bà già đến cả người lớn, con nít cũng đều khóc thương và xếp thành hàng dài tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng ở vị trí này. Thì người dân càng kính trọng ông hơn khi biết trong di chúc ông để lại á, là Yersin viết là đám tang là của ông á, phải được tổ chức thật giản dị, không có điếu văn cũng không điếu từ gì cả. Thì khi mà chôn cất ông á, thì ông xin được nằm úp mặt xuống, hai tay dang ra để được ôm trọn cái mảnh đất, không phải nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng ông đã nặng tình không thể chia xa. Thì khu mộ của bác sĩ Alexander Yersin cũng trở thành một cái di tích lịch sử quốc gia và được gìn giữ tôn tạo để chào đón du khách đến viếng thăm. Đây cũng là với một cái niềm tôn kính và ngưỡng vọng về cái một nhà khoa học đã cống hiến cả cuộc đời cho cái việc cứu người vậy. Mấy bên này hình như là khu vực của cái trại chăn nuôi Suối Dầu nè. Lúc trước ở chỗ đây thì nó có một cái nhà để mà ngồi nghỉ ngơi ấy, giống như trên kia ấy. Nhưng mà chắc là để lâu quá nó bị sập xệ cho nên người ta dỡ ra luôn rồi, nó chỉ còn cái khung như thế này xung quanh thôi. Rồi thì thôi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn ạ.